vật quyết tình đó, thật sự mở mờ hết còn chỉ trong mơ. Cho các con viên gia đình hỏi gái thì hai thì ba xin được chờ chúc các bạn quý quý ạ. Các xin chào gái giờ đúng không ạ? Thank you.
nhau. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai và xin hân hoan chào đón sự hiện diện, sự có mặt của chú rể Quang Tiến. Trọng và kính mến, xin được lòng nhiệt chào mừng sự hiện diện, sự có mặt của đoàn đại biểu hai bên gia đình nhà trai nhà gái đã chính thức hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay tại công viên hỏi nhà gái của cô Hồng Nhung. Và lời đầu tiên cho biết ban tổ chức xin kính gửi tới đoàn đại biểu hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và lúc này đây hiện diện tại trung tâm của sân khấu đó là hai vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà gái cũng như vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn nhà trai. Và ngay sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng nói cũng như lời phát biểu ý kiến xin dâu của vị trưởng đoàn đến từ phái đoàn họ nhà trai. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn. Kính thưa các cụ công cậu bà, kính thưa hồi hôn và cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là của năm Quý Mão, được sự thống nhất của hai gia đình, ông bà Thành và ông bà Sĩ, thống nhất là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Tôi xin được thay mặt họ nhà trai, trước hết là xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu nhiệt tình của họ nhà gái và tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Và chúng tôi hôm nay đại diện cho họ nhà trai xin được có cây trầu sang để trước hết là trình cha tiên và các cụ công các bà, và để xin đón cháu dâu để về tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại họ nhà trai chúng tôi. Và xin được thay mặt gia đình họ nhà trai, ông bà Thành xin trân trọng và kính mời các cụ công các bà, các bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu của nhà gái sẽ cùng họ nhà trai chúng tôi để đưa cháu về họ nhà trai để tổ chức lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, vừa rồi quý vị đã cùng đến với lời phát biểu vàng ngọc của vị trưởng đoàn đến từ phái đoàn họ nhà trai. Trước bác có đôi lời cảm tạ, sau bác có ý kiến xin dâu. Và ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lời đáp từ cũng như ý kiến chấp thuận để xin dâu của phái đoàn họ nhà gái. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn. Kính thưa các cụ công các bà, cô dì chú bác của hai cháu, qua ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn họ nhà trai, thay mặt cho đoàn nhà gái chúng tôi nhất trí ý kiến xin phép đón dâu của gia đình nhà trai và đưa cháu về gia đình nhà trai tổ chức hôn lễ. Xin hết.
Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trân trọng và kính mến, và vừa rồi quý vị đã cùng đến với lời đáp từ cũng như ý kiến chấp thuận lễ xin dâu của đại diện đến từ phái đoàn hỏi nhà gái. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai bà mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ chính thức bước lên sân khấu để chính thức trao và nhận lễ xin dâu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai bà mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ khởi thân di chuyển lên phía trung tâm của sân khấu. Và mẹ của chú rể sẽ chính thức trao lễ, mẹ của cô dâu sẽ chính thức nhận lễ. Xin mời hai bà. Xin mời hai ông trưởng đoàn sẽ đứng, dạ vợ đứng sang hai bên nữa. Trước một bước nhỏ để thể hiện cái bắt tay sau níu, thắt chặt tình thông gia. Và xin mời hai bà sẽ chính thức trao và nhận lễ. Nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Xin một chào vỗ tay thật rộn rã của toàn thể quý vị ạ. Hai bên gia đình long trọng tổ chức buổi đại lễ vô quy. Chúc mừng phúc cho tôi và chú rể. Và lúc này đây, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trình trọng tuyên bố chương trình buổi đại lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Nhung, chú rể Quang Tiến chính thức được bắt đầu. Nhận rể với nhau, xin chào, kính mời ạ.
lúc này đó là một bé anh yêu thật là đáng yêu ạ. Và cặp tài gái chắc này đã có một bé nhí. Vậy xin quý vị một tràng pháo tay nhiệt liệt để cổ vũ cho đại gia đình ạ. Thăm mãi bên dàn trường, mãi sau đôi lứa chung sau đây ban tổ chức được xin trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai ông khởi thân lên sân khấu và cũng như là để tuyên bố cái giờ đưa hai cháu trở về sân khấu của gia đình nhà trai để làm lễ thành hôn chính thức hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ công các bạn, toàn thể hôn cũng như bạn bè nam nữ thanh niên hai cháu là Quang Tiến và Hồng Dung, hôm nay là chúng tôi rất phấn khởi cho nhà trai đến để đón dâu và được sự đón tiếp rất nồng nhiệt của họ nhà gái. Một lần nữa chúng tôi thay mặt họ nhà gái cảm ơn các cụ các bà công và cũng như bạn bè nam nữ thanh niên của họ nhà gái đã dành cho chúng tôi một tiếp rất chú đáo. Và đi giờ đến giờ phút là họ nhà gái tôi xin được đón cháu Hồng Dung để về tổ chức lễ thành hôn cho cháu tại họ nhà trai chúng tôi. Xin chắc họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ công các bà bạn bè nam nữ của họ nhà gái cùng họ nhà trai chúng tôi đưa cháu Nhung về họ nhà trai để tổ chức lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn.
anh, sản xuất, gia đình, áp và thành khí là có thống nhất trước buổi thầy giáo và thấy cháu Dung và Quan Kiến xin được thay mặt chúng ta tôi công bố với các bà và mẹ thân cháu xin được cả người đi họ nhà trai chúng tôi là cháu Hồng Dung là cháu Lâu Hiền
kết thúc và xin được đại diện cho gia đình hai họ, nhà trai nhà gái chân thành cảm ơn các cụ, trong các bà, bạn bè nam nữ thanh niên hai cháu đã đến dự buổi thành hôn của hai cháu Quang Tiến Hồng Dung. Cũng xin được đại diện gia đình và nhà trai, chúng tôi trân trọng kính mời các vị đại biểu và các cụ, trong các bà, anh chị em của họ nhà gái ở lại ăn bữa cơm thân mật với gia đình họ nhà trai chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.